Alo nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em đi gửi hàng ở cầu Yên Lệnh. Gửi hàng đến cho tất cả các bác ở ngoài miền Bắc thì em sẽ ra đây em gửi. Ngày có khoảng hơn chục đơn và hơn chục đơn gửi bưu điện nữa thì cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi kênh của bên em. Cả máy lọc không khí, máy làm mát thì em vẫn còn rất là nhiều các bác nhá. Giá thì chỉ từ 1.3 triệu là 40 lít. Còn đấy có cả bác